Rồi 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 chị order thêm 8 hộp, rồi chị muốn thế nào mà order thêm 8 hộp vậy? Tại vì gửi lại cho má chị đó cưng, rồi má chị muốn thấy cái da được hồng hào. Rồi da rồi cái da đầu nó không bị gào đó cưng. Rồi có giảm rụng tóc đâu không chị? Đúng rồi, nó có nó cũng có không rụng tóc luôn. Không rụng tóc luôn. Ok. Vậy là bây giờ 8 hộp nữa ha. Rồi bây giờ để em làm to rồi em mới gửi cái to qua cho chị nha chị, chút nữa em làm to nha. Làm to nha, biết bao nhiêu tiền thì rồi rồi em sẽ làm to và em gửi qua cho chị ha. Ok, cảm ơn. Ok chị, dạ ba chị, dạ. Đó, trời ơi, khách cũ không à, khách cũ quá trời. Khách cũ quá trời luôn. Trời đất ơi, ở đây order 10 hộp nữa nè. Ở đây order 10 hộp nữa. Rồi chị uống thấy sao không mà giờ order 10 hộp vậy? Trời ơi, để nói nghe nha. Trời ơi, chị uống lúc đầu chị cũng nghe em nói nhiều cái anh mà thợ neo gì đó. Dạ. Chị cũng nghe ảnh. Dạ. Em nói xong cái chị thấy ông mà hay dữ người ta. Dạ. Mà chị thì chị bị đau một cái vai bên tay phải. Dạ. Rồi cái chân phải luôn. Trời ơi. Mà nó đau ghê lắm, buổi sáng mà chị bước lên cái ghế mà chị thắp nhang á là yeah. Đau nó thốt chịu không được. Dạ. Yeah. Mà sao uống đâu mới có 5 ngày à? Trời đất. Chị nghe em nói là uống em nói sáu tuần, em nói ít nhất là 6 tuần mới có kết quả. Không, chị hỏi em là uống bao uống làm sao em kêu là hai muỗng một lần. Hai muỗng một. Cái chị quất luôn 3 muỗng luôn. Quất 3 muỗng một lần. 3 muỗng luôn. Đúng rồi, vậy là nhiều cách của mấy chị bị đau, mấy anh bị đau kia cũng nói vậy đó, nói mới về là quất lẹ vô rồi từ từ mới giảm lại. Trời ơi, cái xong tự nhiên cái chị thấy ủa sao tối hôm qua mình nằm ngủ mà sao cái tay của mình không có gác cái gối gì hết trơn mà nó cũng không có đau gì hết trơn. Ô là trời, sao mà hay vậy ta, phải không chị ơi? Cái xong cái chị mới thử chị coi cái nhà chị nó có cái tăng cấp đi lên á. Cái chị nói cái ngày hôm qua thì chị bước lên chị thấy còn hơi thốn, hơi nhẹ nhẹ chút xíu. Cái ngày hôm nay chị đi lên thẳng bưng luôn. Ôi là trời, mà mới uống 5 ngày, mới uống 5 ngày á. Oh my god, hay dữ trời đất. Không, chị giống như là mình thiếu chất nhờn trầm trọng, xương mình nó cọ lại nó đau lắm. Nhưng mà khi chị nạp vô nhiều, cái lượng nó vừa vô để mà nó giảm liền lại đó, nó giảm nhanh lắm chị. Còn nhiều người thì họ uống tới 2 hộp họ mới có thấy kết quả. Nhiều người 2 hộp, nhiều người hết 1 hộp. Còn nhiều người mà bị thiếu trầm trọng mà quất nhanh nhanh vô là thấy liền luôn á. Nói nha Hằng nha, chị nói nha. Dạ. Cái da mặt của chị á là nó không có trắng. Dạ. Nhưng mà sao chị uống này vô cái mặt chị lúc nào cũng đỏ em ơi. Nó thẳng mà nó hồng hào, ai cũng vậy chị. Cái mặt của chị nó hồng. Đúng rồi. Đúng rồi. Hay quá. Không, nó hồng hào lắm, ai cũng nói hồng hào. Tại vì cái này là collagen. Mà mình khi mình mất collagen thì da mình nó xấu, nó đâu có hồng hào. Mà khi chị uống vô là ai cũng nói da căng mà sao hồng hào quá. Ai cũng nói vậy đó chị. Ok, trời ơi, sao tôi thấy nó hay giống như là giống như là mình gặp một cái người mà tiên mà cho thuốc. Cái chị kia chỉ vô nhà thờ chỉ khóc. Có một chị mà chỉ mặc quần mà chỉ lết đó, rồi chỉ gọi em chỉ khóc, rồi chỉ cũng vô nhà thờ chỉ khóc với ông cha. Ông cha hỏi sao khóc, chỉ nói là Chúa mang cái cô này tới cho con, bán cho con cái loại bột collagen con uống, bây giờ con tự đứng để con mặc quần được. Trời ơi, mà em bán thật sự chứ em không có nghĩ là nó tuyệt vời như vậy. Em cũng nghĩ là mình uống ít nhất cũng có thời gian thời hạn. Tại vì em uống em uống 1 tháng mấy em thấy tóc con lên nhiều nè, rồi cái khớp xương em nó đau một chút là em thấy hết tiệt luôn, tới bây giờ không còn. Tại vì mình không có mấy cái bệnh khác thì mình không có thấy cái gì á. Mà da thì nó hồng là khỏi nói rồi. Da thì nó hồng. Trời ơi, cái da của tôi bữa nay hả, nó hồng giống như tôi là cái người gì vậy trời. Đã vậy, ôi là trời. Nó hồng, mà nó hồng, phải nói là nó hồng giá mang luôn. Ôi là rồi, trời. Cái chân á, nhất là cái chân em biết mỗi một lần á, mà chị đi chơi á. Dạ. Chị đi chơi mà chị đi đâu mà chị đi bộ á, đi. Dạ. Bộ mà hơi nhiều một chút xíu á, là nó nhức từ ở dưới cái
cái đầu gối đâu mà nó có. nhức lên tới cái xương hông của mình Ôi luôn, trời đất ơi. Nó đau không thể nào mà đi nổi nữa. Xong cái lần sau này chị vừa mới đi chơi về là chị phải mướn cái chiếc xe mà chạy bằng pin đó. Dạ. Mướn xe cái điện, chiếc xe đó xe điện lên xe để lên ngồi. Điện đó, mướn cái xe đó để mình tự lái mình đi chứ không trời có không ơi. Có dám đi bộ nữa. Mà bữa nay hả trời, tôi đi tôi thấy nó ngon lành quá. Đã gì? Ui là trời, vậy phải kiên, phải kiên trì uống nha chị ơi, đừng có quên nha. Trời đó, đó tôi cái gì chứ cái đó sáng ông chồng tôi mới cho em coi mua thêm đi nha, cái để mà nó hết một cái. Đúng rồi, bây giờ cái đợt của hổm đó, chị nhớ em bị cháy hàng một lần cả tháng lại mới có, tại khi cái da cá mà nó đánh bắt nó hiếm đó, là cái bột nó bị chưa có đó, tại người ta mua từ cái da cá nó về người ta làm bột là cả tháng trời đó, cho nên là em nói ai uống thấy kết quả thì nhớ mà mua dự trữ đi. Trời, trời ơi, tôi mừng quá trời quá đất, ông chồng tôi á, ông cứ theo ông chồng tôi hoài, uống collagen chưa? Ổng uống, kêu ổng uống nữa, ông uống bà khen. Không phải, bây giờ mua 10 hộp về là để cho ông uống, chắc bữa có 2 hộp tôi dành tôi uống một mình tôi không có đâu. Ồ, đúng rồi, như vậy là 10 hộp để, này về cho ổng uống nữa. Ngoài tiệm chị dạ. Để ngoài tiệm á, dạ. Là một hộp, ở dạ. Nhà một hộp, sáng ăn sáng xong ra tiệm uống. Rồi dạ. Cái tối về nhà là uống ở nhà một hộp, ở ngoài tiệm một hộp, cứ vậy đó mà uống. Trời ơi nó ngon lành quá em ơi, sao mừng vậy? Ngon, ngon lắm chị ơi, trời đất ơi. Em nói thiệt luôn á, mà khi mà khách mà gọi tới order là 10 hộp, những khách cũ mà 2 hộp bây giờ order 10 hộp là bắt đầu là em nói rồi 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 rồi, kết quả dữ rồi. Đây nè, đó bây giờ đây là những cái hộp bột này, hàng gói gòi nè. Là sẵn là em chia sẻ luôn lời của chị cho những khách mà còn đắn đo mà chưa biết nó như thế nào. Thật sự có 68 đô à, đâu có mắc đâu, phải không chị? Trời ơi, có 68 đồng mà thì có còn hơn là mình trúng được cái số nữa em ơi. Đó, chị, bây giờ em nói thiệt với chị nè. Bây giờ nếu mình có tiền á, mà mình đau, mình bệnh vậy mình có vui không? Không. Đâu vui. Cái giờ mình hết cái bệnh đau cái chân này nó mừng ghê lắm. Đúng rồi. Chị với anh nó chuẩn bị đi Việt Nam. Ồ, đã rồi, bây giờ uống khỏe là đi chơi, sắp theo uống nha. Chuẩn bị đi Việt Nam nhưng mà là nói ra đi Việt Nam mà kiểu này đi bộ lên sân bay chắc đi không nổi quá, chắc chắc phải phải phải, phải phải mướn, mà phải mua cái chiếc xe, phải mướn mấy cái người mà họ đẩy mình đó. Ờ, đẩy đó. À. Ờ, đẩy cho mình, đẩy mình đi chứ không thể nào mà đi được. Cái em tự nhiên cái mua cái này thôi, khỏi đẩy luôn, tôi tự đi luôn. Nhưng mà chị đi Việt Nam chơi nhớ đem về để uống cho đều nha. À, phải đem về chứ, trời cái này tôi đi đâu như là thuốc. Dạ đúng rồi, như là thần dược. Đúng rồi chị, em nói chị nghe, tại collagen có nghĩa là mình phải cung cấp điều trong cơ thể mình, chứ không phải là nói uống mình hết rồi hết bệnh là mình nghỉ uống. Tại đúng vì rồi, cơ thể mình nó cần có collagen, nó vừa trẻ đẹp nè, mà nó lại vừa được giảm đau nhức nữa đó. Rồi da, da căng hồng hào. Da căng hồng hào. Da tỉ, trời bây giờ rời lên cái mặt, trời ơi, nó bóng mà nó đỏ, không phải nó đỏ mà nó hồng. Cái da trời mặt đá gì trời, luôn. Đá gì trời. Sao mà hay vậy ta? No, cái này là collagen vô là da ai cũng hồng hào. Cái này nói thiệt, em nói thiệt, khách mà tới nhà em mà mua đó là trở lại, khách cũ trở lại nhiều lắm, và đứng ở tại nhà em chia sẻ nói là tốt quá, ai cũng bị đau tai, ai cũng đi làm hãng làm neo bị đau tai, mà miễn uống vô là nó giảm liền chị, thiệt luôn. Mà cái này nó giảm mà nó không còn có cái cảm giác coi như là ví dụ như mình uống thuốc tây ha. Dạ. Ví dụ nó có bớt đau, nó có bớt á thì nó cũng còn hơi ê ê. Đúng rồi, ê, cái này hết tiệt luôn. Mà cái đó khi mình đi bác sĩ mình đau nhất đó, thì bác sĩ nó lại nói mình không có bệnh gì, thì nó kêu mình uống calcium. Calcium có nghĩa là cho chắc cái xương, nhưng mà mình thiếu collagen. Cái đó là thiếu collagen cho khớp xương nó mình bị khô, bác sĩ cũng nói vậy. Nhưng mà khi mình nạp collagen là đương nhiên là nó làm cho mình giảm đau, giảm nhất liền luôn. Trời ơi, quá hay, quá hay. Quá hay. Nhiều cô. Cảm ơn. Em nhờ hồi nào giờ chị coi cái mấy cái video của em rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà em biết sao không? Chị nghĩ em nói chắc không là ai bán hàng là ông quảng cáo. Đúng rồi, mà chị biết tánh em mà. Em nói nếu thực sự em chưa có thử lên người em mà nó tuyệt vời là em không dám nói như vậy. Nhưng mà rất nhiều người khách gọi tới chia sẻ. Có khi tiện thì em đang quay phim thì em quay lên cho khán giả nghe. Còn có khi em đang lái xe hay em đang làm gì là nhiều người gọi tới chia sẻ tốt, tốt mà tuyệt vời lắm. Thì cho nên khi em nói á, là em cũng dựa trên những cái em chứng minh là cơ thể em đã dùng và những người khách đã dùng. Cho nên là nhiều người không tin mua thử xong gọi lại cảm ơn hằng dữ lắm. Cảm ơn hằng dữ lắm. Tôi quá cảm ơn luôn, cảm ơn cái nhà,
cái nhà mà nó chế biến ra cái thuốc này. Đúng rồi. Cái này không phải thuốc mà cái bột này. Bột. Dạ. Đã lấy được đúng dạ. Ngay cái hàng và tin tưởng nữa. Dạ đúng rồi. Không, em nói trên công việc mà em làm có uy tín trên một cái kênh YouTube lâu nay như vậy thì đương nhiên có nhiều người bán collagen nhiều lắm. Nhiều lắm. Dạ. Chị mua nhiều. Chị không có tin. Dạ. Chị nghĩ chị mua trên Amazon, chị mua đủ thứ chỗ, nó quảng cáo đủ thứ chỗ mà có không work được, không có work. Không work. Chị thấy Costco gì người ta uống rồi người ta nói không work. À. Thôi bây giờ yên tâm, bây giờ lấy cái này uống tôi mừng quá trời quá đất. Ok chị, rồi thôi bây giờ em có gì em sẽ làm cho chị một cái to rồi em gửi cho chị nha, rồi cái em biết thỏa thuận nhiêu rồi cho chị xin cái giá mà tiền cước á, cho luôn cái thỏa thuận bao nhiêu tiền luôn. Dạ ok chị, rồi rồi chúc chị là phải uống đều đặn để cho mau khỏe mạnh lại, mình đôi chân mình mạnh mẽ để mình đi chơi nha. Ok chị, dạ rồi bye chị. Dạ. Trời ơi, khách gọi tới đặt hàng thêm chia sẻ nè. Bây giờ trong cái máy của Hằng là mọi người nghĩ đi, nếu mà Hằng ngồi Hằng làm to là tới nửa đêm đó. Miễn là hả Hằng ngồi làm to xuống một cái là tới nửa đêm mới đứng dậy không đó. Nhiều khi khát nước cứ để cái ca nước trên bàn uống chứ không bước đi được luôn. Dữ lắm luôn. Mà nhiều khi Hằng nói thì đó, rồi gọi tới nữa nè. Hello. Con gọi cái địa chỉ để tại thứ sáu tôi đi bác sĩ nha, tôi ghé cho tôi lấy. Rồi ok, con sẽ gửi địa chỉ cho cô ghé lấy bột ha. Rồi ok cô. Dạ, rồi vậy nha. Đó, khách gọi nhắn kêu gửi địa chỉ đang tới nhà Hằng mua bột. Trời ơi, thiệt luôn, mấy người già lớn tuổi thích dữ lắm, thích uống lắm. Đây là khách mới nha, còn khách cũ là khỏi nói rồi. Khách cũ là tới là mua hoài luôn. Nhiều khi nhiều cô nhiều chú á ở San Jose á thì giống như tiền hưu đồ cũng có giới hạn, cái mua một lần hai hộp, cái uống tốt quá cái trở lại mua hai hộp nữa, cái uống vài bữa chừng hết hộp cái trở lại mua hai hộp nữa, cứ để dành chứ không có dám mua lần 5-10 hộp. Còn mấy chị ở xa mà miễn tốt gọi là quất một cái 10 hộp. Cái gì vậy con? Con đòi mẹ hả? Trời đất ơi, nó kêu mẹ nè. Đó, quất một cái là 10 hộp. Trời ơi, đó, nghe kêu mẹ con Winnie lên, con này chạy. Cho nên là thiệt tình đó, Hằng nói thiệt nha mọi người. Chị đau nhất khớp xương, cung cấp collagen, cung cấp chất nhờn cho phụ nữ hay là đàn ông. Chất nhờn khớp xương, mà khớp xương mình bị khô nè, khớp xương đầu gối nè. Khớp xương đầu gối, khớp xương chân, khớp xương tay, cùi chỏ, hay là mấy người làm nail nè. Uống vô một cái rồi gọi lại mua cháy hàng luôn. Mà lại là khen, mà cứ lại cảm ơn Hằng. Chị hồi nãy cảm ơn nhà sản xuất, cảm ơn Hằng đã đi tìm được một sản phẩm tốt. Thì bây giờ nếu nói rồi Hằng quảng cáo, Hằng nói dốc, vậy người ta uống người ta nịnh Hằng chi chứ. Nịnh Hằng chi, bỏ tiền ra mua như vậy. Mà Hằng bán tới Hằng không có hơi thở, không còn giọng nói đó. Rồi hả, ngủ một đêm á, gán ngủ được 6 tiếng. Sáng lực đực, ban đêm là 12 giờ 1 giờ mình mới ngủ. Xong mình vô mình dọn dẹp rồi mình hả đi tắm rửa, mà mình vô trong red room mình ngồi mình cũng phải cầm cái phone, người ta nhắn miết như vậy đó. Xong rồi ngủ được 6 tiếng thức dậy là ngồi bán suốt luôn. Chàng ơi, mình nói là thiệt tình luôn. Tại vì khi mà mình nói nếu mà quảng cáo tầm bậy tầm bạ thì người ta mua một lần uống không tốt, ai mua mình nữa làm gì. Tại vì nó là nguyên chất, bột collagen này nguyên chất 100% organic luôn, nguyên chất mà được sản xuất tại Mỹ, made in USA luôn. Nó được chiết xuất từ những da con cá tuyết hay là cá pollock ở vùng biển Alaska. That's why nó nguyên chất, nó mau, nó làm cho mình nhanh có kết quả. Thì khi một cái sản phẩm này thật sự Hằng nói dám bảo đảm là bột collagen 100% chứ không có pha bất kỳ một cái gì vô. Cho nên người tiêu dùng uống rất là nhanh luôn. Thì chỉ có $68. Thường thường Hằng nói trong cái liệu trình mà Hằng nói để Hằng bán, Hằng nói cho người ta khỏi có phải trông chờ là tại sao uống một tuần rồi không thấy, hai tuần không thấy. Hằng nói phải uống 6 tuần. Một liệu trình ít nhất mình uống 2 hộp mình mới thấy trong cơ thể mình nó có đau chỗ nào hay là tóc mình nó giảm rụng. Nhưng mà bây giờ đó giống như mấy chị uống 5 ngày một tuần là mấy chị nói cái gì vậy, giống như thuốc thần, thuốc thánh vậy. Là cái đó thiệt luôn. Nhiều chị thì uống 2 tuần, nhiều chị thì nói nói chung mấy chị uống cả 2 hộp mấy chị mới thấy tóc con lên rất là nhiều.
đó. Thì đa số là những khách gọi lại chia sẻ những cái nó rất là tuyệt vời hết trơn, ai cũng nói vậy. Thì bây giờ nếu mà cô chú anh chị em nào mà mình có bị đau nhất nè, hay phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh nha, mình đừng có để mình xấu xí. Tại vì cái này nó cung cấp chất nhờn, cung cấp collagen, thì lúc nào cũng hồng hào. Nếu Hằng nói Hằng hồng hào á, thì mọi người nói ô tại cái con đó nó đi thẩm mỹ, con đó nó đi sửa. Thẩm mỹ đi sửa là mình có căng, mình căng chỉ thôi chứ. Còn cái làn da mình nó hồng từ ở bên trong á, nó hồng ra. Có nghĩa là khi mình uống cái này, cung cấp chất nhờn cho cơ thể mình. Những phụ nữ trong thời kỳ sắp hết kinh hay là mãn kinh nên uống cái này rất quan trọng. Tại vì mãn kinh, mấy chị tuổi năm mấy, mấy ông chồng còn năm mấy, mấy ông chồng còn chuyện đó, nhưng mấy chị lại không còn, cái mấy chị sợ trốn mấy ổng đó. Thì uống cái này vô, nhiều chị gọi là Hằng, Hằng ơi trời ơi cảm ơn Hằng quá. Hay là mấy cô lớn tuổi, mình không có còn chuyện sinh lý đi, nhưng mấy cô nó khô khan khi đi tiểu á, mà chùi nó cũng đau lắm. Còn bây giờ mấy cô nói trời ơi nó dễ chịu, nó nhẹ nhàng thoáng lắm. Là cái đó những lời chia sẻ thật hoàn toàn hết, mình nói thiệt nha. Nhiều chị gọi lại mà chọc Hằng cười lắm. Mấy chị nói Hằng ơi hại không à, tôi ly dị chồng mà bây giờ tôi uống cái này vô rồi tôi làm sao. Là mấy chị uống vô mấy chị cảm thấy giống như có một cái tuổi xuân á. Thì Hằng cười, Hằng cũng cười thôi à. Hằng nói đi kiếm bạn trai đi. Đó, nhưng khi cái này là mình nó không phải nó là thuốc thần thuốc thánh gì, nhưng nó là collagen nguyên chất. That's why khi cơ thể mình nó mất collagen thì mình cảm thấy mình già nua rồi, mình đâu có còn ham muốn cái gì, rồi da dẻ mình thì cằn cỗi khô khan hốc hác. Nhưng khi mình nạp cái này vô, nó tươi tắn liền, nó cho mình một thần sắc tươi tắn liền, hồng hào liền, và tuổi xuân của mình trở lại liền. Còn mấy anh thanh niên không tin thì cứ thử đi, cái này mình nói thiệt. Mấy ông đàn ông nha, tuổi 50 rồi, 50 mấy rồi đó, hay nhiều anh làm neo rồi mấy ảnh uống á để đau nhất á. Thì ở nhà mà Phi Vũ hay anh Khanh nói cái chuyện kia, Hằng mới nói tầm bậy tầm bạ. Thì mấy anh coi phim của Hằng, mấy anh nói là Phi Vũ với anh Khanh nói đúng, không có tầm bậy tầm bạ. Còn ông Nhân uống nè, ổng là đi giờ đi giỏi lắm, ổng không có đau. Rồi cái mặt ổng nó hồng lắm, da mặt đàn ông bây giờ nó hồng mà nó trắng tươi à. Đó. Cho nên lúc này ông Nhân có tiền, ông Nhân uống đều lắm. Rồi cô chú anh chị em mình, nếu mà có muốn thử cái bột collagen của Hằng Kali thì liên hệ với số điện thoại của Hằng 408-206-1934, hoặc là viết tin nhắn gửi về cho Hằng với số điện thoại 408-206-1934. Nhớ viết tin nhắn nha. Thì mình cứ viết tin nhắn như thế này, viết tin nhắn như thế này thì Hằng coi, Hằng mới làm to để Hằng bán. Cô chú anh chị em mình khi muốn liên lạc Hằng để nghe giọng nói xác nhận Hằng thì ok. Còn khi mà đã biết Hằng rồi thì mình cứ text message cho Hằng nội dung là tên và địa chỉ và mình muốn mua bao nhiêu hộp bột. Thì buổi chiều về Hằng làm việc, Hằng mới coi trên những cái tin nhắn này, Hằng làm to order để Hằng bán ha. Còn nhiều khách, nhiều cô chú anh chị em cũng gọi lại là muốn xác nhận phải giọng nói của Hằng Kali không, tại vì sợ giả. Thì khi mấy chị hay là mấy anh mấy em gọi lại ờ đúng Hằng Kali rồi, thì Hằng nói ờ cái giọng Hằng là không có ai nhái được trơn á. Tại vì hôm ngày nó khàn, là bán hàng quá trời luôn, bán ngày bán đêm luôn, rồi bây giờ cái cổ họng nó khàn hết trơn rồi. Tại vì mình không phải là mình bán trên livestream mà mình bán trên những cái phim YouTube, và sau đó khách gọi lại để mua hàng. Thì khi khách gọi lại hoặc nhắn tin thì luôn luôn hỏi những cái thông tin mà mình cứ trả lời liên tục luôn, không có ngừng luôn á. Cho nên bây giờ là nó khàn hơi, khàn họng là cả tuần nay luôn vậy đó. Thì thôi, mình cũng rất vui là mình đã đem được một cái sản phẩm tốt để cho giúp cho sức khỏe của các cô chú anh chị em mình. Rồi cái thứ hai là mình cũng vui, mình cũng mua bán được, mình cũng có thêm một cái đồng lương thu nhập cho nó tương đối để mà mình giúp đỡ các anh em. Thì bây giờ giống như các anh em mà trong nhà Hằng đang cu mang đó. Rồi nếu mà thực sự làm YouTube, cái đồng lương của Hằng một tháng có 5-6 ngàn đồng bạc, làm gì Hằng đủ trả tiền nhà, làm gì Hằng đủ để nuôi mấy anh em ăn. Cho nên đây là những cái mà khi Hằng nói mình cứ làm đúng với những gì trong lương tâm mình làm thì trời cho mình ăn không có hết. Cái này là mình nói thiệt, Hằng rất là tin, Hằng tin ngay những cái gì nó quả báo hay nó đều trả ngay đời này, chứ nó không có trả ngay đời sau. Mình làm việc tốt, mình được hưởng cái tốt ngay cả đời này. Cái này mình nói thiệt, mình không có vu khống ai, mình không có chà đạp ai, mình không có nói, mình không có làm cái gì mà để ác. Thì mình cảm thấy mình làm gì đúng là được rồi, thì trời sẽ cho mình.
đó. Cho nên là Hằng nói kệ, Hằng chẳng khe ai nói cái gì, những lời bậy bạ, miễn sao công việc của Hằng làm cho chải được rồi. Và hiện tại thời gian của mình buôn bán mình còn không có đủ để mình ngủ nữa, thì có ở đâu mà lên mình coi những cái YouTube tầm bậy người ta nói cái gì. Cho nên mấy anh mấy chị có thương Hằng, mấy cô có thương Hằng thì đừng hiểu Hằng và đừng có coi phim của cái tụi YouTube bẩn là được rồi, chứ không cần phải gửi tin nhắn nói là người đó nói cái gì Hằng, người kia nói gì Hằng. Hằng không khe đâu. Bây giờ thí dụ Hằng buôn bán một tháng Hằng kiếm mấy chục ngàn đồng thì Hằng ngồi đó Hằng khe người ta đang làm cái gì. Mình Hằng Hằng coi từng cái YouTube thì thời gian đâu Hằng bán hàng, một tiếng đồng hồ Hằng bán hàng ra được bao nhiêu tiền. Thì thí dụ Hằng lên Hằng coi cái YouTube đó 15 20 phút mất bao nhiêu tiền của Hằng rồi. Cho nên Hằng không có coi những cái YouTube bậy đâu, nhưng tối Hằng có coi những cái bổ ích, giống như khi rảnh ra Hằng có coi những cái cuộc đời, những cái hoàn cảnh, những cái gì ở bên Việt Nam, những người mà làm YouTube quay về những người khổ, cái đó có. Còn những cái bẩn Hằng không bao giờ bỏ vô coi để mất cái thời gian của mình. Cho nên là cô chú anh chị em cứ tin Hằng, Hằng chưa bao giờ coi. Khi khi mà ai nói cái gì Hằng muốn lấy thông tin đó, Hằng chỉ nhờ người khác coi nghe đi rồi lấy thông tin thâu cái đó lại thôi, chứ Hằng không coi, không ngồi nhìn người đó nói bậy. Tại vì khi người ta nói bậy có nghĩa là người ta dư nước miếng, thay vì cái lời nói của Hằng để kiếm tiền thì mỗi ngày Hằng cứ nói chuyện mà nó đẻ ra tiền thì Hằng mới nói. Còn bây giờ Hằng coi, Hằng dòm nó mất thời gian, Hằng dòm nó nói bậy mất thời gian là mất tiền của Hằng. Cho nên Hằng không có coi. Mà Hằng đem được sức khỏe tốt tới cô chú cho anh chị em nè, mà Hằng được kiếm tiền nữa nè, đúng không? Ai nói đúng cho Hằng một cái like. Ok rồi, thôi thì bây giờ Hằng bắt đầu Hằng bán hàng. Cảm ơn cô chú anh chị em rất là nhiều đã luôn luôn đồng hành. Những người mà mua bột của Hằng cũng là fan của Hằng. Thậm chí khi mấy chị gọi lại á, đặt hàng xong rồi mấy chị nói cho nói chuyện một chút nữa đi. Là mấy chị nói chuyện á, về mấy ông ở trong nhà của Hằng đó, cười chết luôn. Nghe rồi, cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Mấy chị đã yêu mến Hằng Kali và yêu mến mấy anh em trong chương trình của Hằng. Ok rồi, bây giờ mời cô chú anh chị em mình tiếp tục xem phim. À, mới qua. Nè cầm đi, cô Hằng quay quay cho hai mẹ con vô đi. Cảm ơn cô Hằng. Đóng cửa đó, qua hôm ngày mẹ con điện mà cô Hằng bán lu bu quá nè, bán lu bu quá trời, với lại chưa thấy thận mà đầu 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 tháng lận, mà thành ra nó thôi để ngày rảnh ra qua. Đây đi có mình hả? Có ông Danh đúng không, ngồi ngoài xe kìa. Cái gì, cá khô hả? Tăng đấy. Vậy đó hả? Cá này cá gì vậy? Cái này là cá cái chai. Hình như là cái này là cái chỉ vàng. Chỉ vàng ngon lắm đó. Chỉ vàng chiên cũng ngon, nướng cũng ngon nữa. Rồi cảm ơn con nha. Nè mua hai que cho hai mẹ con ăn. Rồi cảm ơn. Rồi đi qua là lạnh hả? Dạ, ủa giờ giờ bển nó cũng mập cười cũi ha? Mập, về bển mập. Bỏ cái ghế này đây nè con. Về bển mập. Lạnh, gió lạnh á. Rồi sao? Khỏe re rồi phải không? Khỏe. Khỏe re là sẵn sàng là chiến đấu rồi ha. Hằng. Hả? Ví dụ như trước. Cho nên là tao nói nghe thằng Tân nó qua chỉ gọi cho mình biết rồi mà mình nói ok, chưa tới ngày mổ mà từ từ. Ông ơi cô, sao tự nhiên đi về Việt Nam mà. Thôi ông đó mà, ông giả bộ á. Ông gặp đại gia bên đó đó. Đại gia, ông gặp mấy ông rồi. Ông rồi, đầu tiên cái ông. Chứ bây giờ người ta Mỹ nghèo. Mấy lần rồi. Bây giờ em hỏi chị nè, người ta nghèo á, thì người ta ở Mỹ trị bệnh chứ ai đi về Việt Nam trị bệnh. Mà ông giả bộ, ông nói ông nghèo chết, nghèo sống, nghèo gì tùm lum hết. Chứ mà thôi kệ đi, ông là người bệnh mà. Mà thật sự thì ổng bệnh thiệt, mà mặt mày ổng chỉ thấy đang thù lùi, nó nám thiền ghê không? Tại vì ở bên đó nó lọc không ích kỷ, bên Mỹ mình. Nhưng mà người ta đại gia, người ta ở đây, thay vì vậy giờ nó không ở nhà em, ổng nó không có người chăm sóc, em đâu có thể chăm sóc ổng. Sao ổng? Bây giờ bà vợ qua. Vợ không qua. Sao gì? Mà vợ không qua, bà vợ ở Texas mà bà vợ dứt khoát không qua. Em cho phòng cho ăn phi ở phi hết. Mà em nói nếu giúp được trong nhà em cửa em còn trả tiền nữa. Mà người ta vợ đại gia mà mình kêu chuyện nó ai làm? Cho nên thì em nói nếu mà thực sự ổng có tiền, ok em cho ăn ở phi, thì ổng mướn người chăm sóc ổng, mướn người kia chăm sóc ổng. Ví dụ như bây giờ ổng nói là ở Hằng bẻ nó bắt tiền. Ủa đại gia mà mướn một cái phòng ở cũng được vậy. Dạ nhưng mà thôi thì cái đó đại gia bên Việt Nam thôi, còn qua đây mướn chắc mắc quá thì đại gia cũng hà tiện. Bây giờ mướn nè là với ở mà hà tiện lắm á, là tốn 1.000 rồi đó. Cuộc sống ở San Jose mướn cái phòng với ở ăn mà hà tiện dữ lắm cũng phải tốn 1.000, thì ở chỗ em khỏi tốn 1.000, tại ông bệnh em giúp em không tính ông đại gia kệ ổng. Lấy 1.000 đó thuê người
chăm sóc mình thì thay vì lấy thay vì lấy ngàn đó thuê người nhưng chăm sóc nói chứ làm sao mà cô Hằng chăm sóc ông được. Ông cũng còn khỏe chứ, ông cũng như Mỹ chứ. Nhưng mà không, nhưng mà ông quen cái kiểu đại gia bên Việt Nam có người phục vụ cơm bưng tới họng, bệnh nằm đó là cơm bưng nước rót. Con biết đại gia Việt Nam thì nằm là tới họng không, ngồi đó là cơm tới rồi qua đây rồi nằm đó không ai phục vụ. Như vậy thôi ở Việt Nam đi. Thì đó, thì bây giờ ông mới về bản là ông nói ông cần người chăm sóc. Ông nói bây giờ thôi, ông nói nó vô lý quá. Cần người chăm sóc mới đầu đổ thừa con tùm lum. Em nói đừng có đưa mấy đứa nhỏ chồng. Người lớn mình thì người lớn đi đổ thừa. Tự xử đi chứ, mình lớn rồi mà. Đó giờ bả không chịu qua là tại vì chắc bả nghĩ là qua đây rồi sợ đi lau nhà nấu cơm đồ là. Em nói nó nghĩ gì cũng được. Em còn đi gửi đít người ta miễn sao làm gì có tiền thôi. Yeah. Mình đại gia Việt Nam thôi chứ mình. Đó là tại vì Mỹ chuyển từ buổi chiều lên buổi sáng để buổi tối là Mỹ đi đón một tông. Thì Mỹ lọc ra thì lại trùng với cái giờ của ổng. Tại Mỹ lọc 11:30, ổng cũng 11:30. Ra ổng ra cái Mỹ đang ngồi cái ổng lại hỏi chị có phải chị Mỹ không? Cái mình sực nhớ là thằng nó là Michael gì đó. Ủa anh có phải Michael không? Kêu ờ. Nhưng nó ngồi nói hồi tự nhiên cái ông quay ông quay cái ông đưa lên trên mạng xong đó ủa sao ông nói mình tiếng nào ta ông phải muốn quay ông đưa mình lên ông phải nói chứ tự nhiên quay cái đưa lên à mà nghĩ thôi kệ đó thì thôi kệ ông đi thôi bây giờ cho dù ông cái gì đi chăng nữa nhưng mà Hằng thấy người bệnh hoạn là kệ đi. Giờ cho ổng có mượn tên Hằng để ổng làm YouTube cũng được rồi ổng có đại gia cũng được nhưng mà cái thực tế trước mắt ổng là người bệnh. Ổng bệnh thiệt, ổng bệnh yếu lắm đó mà không lo ở đó lo về bệnh làm đại gia, không biết có sức mượn đại gia không. Tại vì cái đó là phải ở Mỹ chứ sao ở Việt Nam. Ở Việt Nam là nghe ổng nói là bên Việt Nam một lần ổng đi lọc máu là 1,000,000 thì ổng đại gia cho nên ổng thấy 1,000,000 nó bình thường. Ở bên đây không có tốn đồng nào. Không tốn nào mà tại không ai phục vụ. Ổng đòi có người phục vụ thì thôi bây giờ được ở với ăn không tốn tiền thì ổng mướn người phục vụ ghi không đi. Nhưng mà dương vụ kia á 1,000 đâu có được nếu mà ổng mướn nhiều lắm. Ổng mướn có mấy tiếng đi còn ổng mướn mà kế bên ổng vẫn không đi đái tắm cho ổng hay là bưng cơm á thì phải 2,000 tháng nhưng mà đó. Nhưng mà ổng còn sức mà mất mớ gì với nhưng mà ổng không nhẽo không ổng bệnh thiệt không phải nhõng nhẽo ổng bệnh thiệt ổng bệnh tới mà nhưng mà cái màu da đó là em nó không có thể không có thể tại mình em có người lọc thận qua em biết đâu có phải như vậy. Khi lọc 3 năm mà vẫn còn hồng hào, vẫn còn khỏe. Còn ổng mới lọc có năm mấy. Mà chị nhìn ổng ghê không? Ổng cũng nói ổng lọc 3 năm rồi đó. Ủa sao ổng mới năm mấy? Ổng lọc từ vậy là ổng nói không có mắt xem cái gì, ổng có trùng khớp. Ổng nói em hỏi ổng lọc thận bao lâu rồi, ổng nói 1,5 năm. Ổng lọc ở đây thì mới có 1 tháng à. Ổng nói ổng lọc thận mới 1,5 năm. Em nói 1,5 năm gì mà nhìn ổng yếu dữ vậy? Mà đen thui à. Đen là cái máu lọc không sạch á. Không sạch á. Da nó không hồng hào. Đi như Mỹ nè. Chứ đâu phải da như chị đâu. Nói nhìn chị ai biết lọc thận. Thì that's right. Cho nên nói kệ ổng đi. Bây giờ kệ. Nếu mà giờ nhờ ổng muốn tiếp cận lại gần Hằng để cho người ta biết, để quảng cáo về chuyện làm ăn của ổng cũng kệ đi. Nhưng mà ổng không có nói gì mình chuyện đó. Nhưng mà kệ đi. Chứ khả năng ổng dư sức ổng đi muốn vòng. Đó. Ổng đâu cần tới đâu. Nhưng mà tại vì ổng muốn làm khổ giả bộ để cho giống như bà con chắc cũng tới biết tới ổng là ai. Chứ không thôi làm sao người ta mà biết. Ổng tên Michael hay ổng tên Việt là tên gì? Tên Việt là tên Tâm mà tại vì tự nhiên ổng kêu Michael vậy đó. Ổng giấu tên thiệt nhưng mà tên thiệt là Tâm. Kệ đi, giờ ổng là người bệnh. Bữa tên gì bây vậy? Giờ nếu ổng qua lại là em nghĩ là chắc đã nói hết là đại gia rồi làm sao mà tìm muốn vào mà. Đi có cô. Cái gặp cái chị đó, chị nói chị có phải chị Mỹ không? Coi YouTube á. Coi YouTube á. Coi YouTube. Nó dạ phải. Em nói ồ chị biết Michael không? Ổng về Việt Nam mà chị. Cái mình giật mình á, ủa bữa thứ bảy tôi đang mới nói chuyện với ổng đây mà nó ổng về Việt Nam. Cho nên bà con lúc đầu thì người ta thấy cuộc sống ổng bệnh vậy mà tại sao mà ổng bỏ Việt Nam ai cũng phẫn nộ. Tại vì cái bệnh thận nó là điều kiện ở Mỹ là nó tốt nhất bây rồi. Bây giờ đừng có nói chi xa xôi nè, như Mỹ này với ổng nè. Mình thấy Mỹ lọc không? Có gì đâu. Còn tay ổng nó teo mà tới nó sát mà nó hút vô mà ổng duyên sụi một tay luôn. Ổng có làm gì được đâu. Rửa cái chén của ổng rửa còn không xong nữa. Đó. Ăn rồi ổng rửa cái chén cũng tại không xong là không phải ổng làm biết. Mà tại cái tay ổng nó quá yếu rồi. Nó hút hết, nó yếu. Nó tới mà nó tớp hết. Sao bên đó nó lọc sao kỳ quá. Mà không biết nó làm sao mà thấy tệ hại quá trời.
Chứ bởi vì em mới nói ủa ông mới lọc đây mà sao ông yếu gì mà nhìn thua chị Mỹ vậy, chị Mỹ người ta còn hồng hào khỏe mạnh, thì chứng tỏ là tại bệnh lọc vậy đó. Chị lọc từ năm 21 tháng 9 21 gần 3 năm rồi. Gần 3 năm 6 tháng nữa. Cho ổng nói ổng lọc 3 năm, ổng nói chị 3 năm. Nguyễn Nhi như là 3 năm lận á. Ổng nói em 5 rưỡi mà ta. Đó 3 năm mà nhìn ổng yếu hơn chị biết bao nhiêu. Mà cái tuổi ổng còn trẻ nữa. Ổng có cứ 40 mấy à, ổng 7, ổng 8 tuổi à. Kể nghe, ổng ngồi nói chuyện với mình. Xong cái chị chỉ lọc máu chung á. Hồi giờ chị đâu có thấy mình nói chuyện với ai đâu. Tự nhiên bà hỏi, bật nơ của bà hả? Nói trời ơi, khổ quá. Nhỏ tôi nhiều lắm. Bật nơ của bà nhỏ tôi nhiều lắm. Yeah. Rồi đó thấy không? Đã vậy. Rồi bây giờ đó là cái lịch lên để mà thay là tháng 4. Cái lịch là như gì nè, 27 này á là đi lên đó là xét máu lần cuối cùng. Là hai mẹ con đi lên một lần. Rồi xong á là đến đến ngày hôm đó luôn á là bắt đầu nó cho mình học một cái lớp gọi là trước và sau khi phẫu thuật. Nó chỉ mình cách mà khi mình về nhà mình sẽ làm gì, làm gì. Rồi đến hai tay á là nhập viện. Ba tay á là sáng là thằng này mổ trước. Cái ca phẫu thuật của nó là 4 tiếng. Chiều mới đến đại lực Mỹ là 3 tiếng. Đúng rồi. Rồi thứ 6 nó về, thứ 7 mới về. Là sáng hai tay là nhập viện vô, hai tay ngày thứ mấy? Dạ thứ tư. Ngày thứ tư. Là sáng nó về trước. Sáng nó về chiều. Nó về thứ mấy? Thứ 6 nó về. Thứ 7 mới về mà không biết về sáng hay chiều thì chưa biết. Rồi bây giờ là cái người thích khe của chị là người đó không biết lái xe. Không biết lái xe. Vậy sao đi lựa người thích khe mà không biết lái xe? Tại nói chung là nữ hay là nam? Nữ. Thật không? Chị có biết là khi mà cái người đó phải đi chợ tất cả nấu ăn cho chị cái này kia chạy tới chị có thôi. Có con bạn đi rồi. Có con nhỏ bạn đi rồi. Không lẽ mỗi lần cần cái gì rồi? Không, ngày nào nó cũng xuống, tuần nó xuống 4 ngày. Vậy thôi sao người bạn biết lái xe đó không thích khe? Không cần xuống 4 ngày. Nó đâu có rảnh là đi chở mình đi bệnh viện được. Đâu có bệnh viện đâu, có ngày nào không đi. Không, thứ hai với thứ năm thôi. Thì ông đó. Cái đó để rồi bị cái gì là Mỹ liên lạc với Giang. Giờ anh Danh chở rồi mình gửi tiền xe là cho anh. Tại vì cái đi khi đi tái khám nè. Hoặc là phải tại có vì... người biết tiếng Anh. Không sao, có thông dịch. Thì có thông dịch nhưng mà phải cái người đó phải đi chung với mình. Không có người đi chung với mình nó không chịu. Đúng rồi, chỉ cần người dẫn vô, không cần biết tiếng Anh ha. Miễn người biết lái xe em hướng dẫn nè. Dẫn chị vô tới bệnh viện. Tới cái nơi mình tái khám không phải bệnh viện nữa, mà một cái văn phòng khi mình mổ rồi đó, là nó cho mình tới một cái nơi đó tái khám. Thì miễn sao cái người có người dẫn chị vô được rồi. Còn vô trong đó là có thông dịch hết. Mà hình như là mình nói tiếng Việt có thông dịch hết. Thông dịch bằng máy á. Khi người ta gọi qua đường dây máy thông dịch thì người ta mở cái loa vậy đó. Thì khi bác sĩ nói xong thì cái người nói thông dịch dịch lại cho chị, bác sĩ nói gì và dịch với chị nói gì cho bác sĩ. Có thông dịch hết, thành ra không cần tiếng Anh. Khi vô cái quầy để làm giấy tờ cũng vậy, mình chỉ nói tên của mình hoặc mình đưa cái ID không, mình đã. Mới vô là mới cứ đưa ID đi. Đúng rồi. Nó check cho mình hết. Đúng rồi, nó check hết. Đó cho nên là ở Mỹ, ở Cali này không cần biết tiếng Anh. Là đi tới đâu cũng nhưng làm mà được. Sao ông Michael là ông phải qua bên Cali mà ở bên Texas, ông không có chịu lọc bên đó. Ông nói bên đó khó khăn. Rồi bên đó không có được thay thận. Nhưng mà ông nói bây giờ là nó chết quớt hết. Ông nói không có cái nào thằng thấy thật đâu. Nếu mà bên đây được chờ thay thận, mà tại sao giờ ông đi bỏ về Việt Nam ông ở bển ông nói để chị bệnh. Nếu thay thận á, mà như ông á, đâu phải qua là được thay liền đâu. Ông cái tư tưởng của ông nghĩ là qua là được thay liền. Ở Mỹ ông là như vậy phải. Thành ra ông ấy tưởng là qua được thay liền, ông ấy như vậy đó. Ông nhớ bộ đó. Tại vì trước khi ông tới với Hằng á, Hằng gọi bằng điện thoại, Hằng nói mà phải quay đến lít chờ bao nhiêu năm mà kia có mà. Mà chắc ổng muốn gần tới Hằng vậy thôi. Muốn tới Hằng cho người ta biết tới công việc làm ăn thôi. Chứ không phải vấn đề ổng muốn ở. Lúc mà biết mới coi cái clip của ổng bữa nay nè. Thấy ổng này về Việt Nam. Ổng nói bên đó ổng có một cái homestay. Một cái công ty lớn mà phân phối thực phẩm. Ổng là giám đốc. Ổng nói với 5 giờ rưỡi xe đón. Là mấy giờ lọt? Nhưng mà được 6 giờ kém 15 có mặt. Để vô nó chuẩn bị là 6 giờ lọt.
giờ nó qua chưa quen, giờ nó mới qua lại nó chùm mình, nó chùm áo thêm. Ở bên đó đang nóng cô ạ. Nóng. Rồi, bây giờ nó bước mấy lớp quần áo trong. Không, đợt này đỡ hơn cả hai lớp à. Hai lớp. Quần thì tăng lớp à. Ủa qua lúc này là bớt lạnh rồi. Nó qua đúng cái ngày đó là trời nó nóng, ấm hơi ấm ấm. Ừ. Nó mới lạnh lại mấy ngày nay. Con sống bên nhiệt đới qua bên xứ lạnh thì. Ừ, nó bước vô tới ba lớp áo. Con sợ chứ con. Bây giờ bọn có hai lớp rồi đó, bọn ba lớp. Nó quất vô mấy lớp, nó đứng kiểu đó nè, có thằng con cái thôi. Mà mấy bữa nay ấm đỡ ấm rồi. Rồi, chứ mấy bữa trước qua, bữa qua mấy tháng trước là quýu tu luôn á. Quýu rồi. Còn ở xứ nóng á, ừ. Qua, hết vô Sài Gòn, nóng đủ. Vậy là bây giờ là tinh thần ăn uống đồ là ready để là thay. Dạ, bây giờ là chờ đến ngày 27 là học cái lớp. Nói chung phải học lớp là người ta phổ biến cái quy trình ta dặn trước mình. Khi phẫu và sau đúng khi rồi. Phẫu là ăn uống ăn cái gì, uống, cái gì, ăn gì, uống gì. Người ta cấp cho tờ giấy có dạ. Ăn cái gì nằm dạ, 27 này là lên rồi bắt đầu. Là có thể là mình con với mẹ là có thể là tới sớm để đi rút máu trước hoặc là tại vì trưa bắt đầu mới là phổ biến vấn đề đó có thể là tới sớm để lấy máu hoặc là sau khi phổ biến đó xong rồi đi lấy máu thì xong người ta chắc là người ta cũng coi xét tại cũng để một năm rồi chứ bây giờ tháng tư bây giờ còn mấy ngày nữa à dạ ok thì tới đó đi thì có gì thì ngày mổ thì em đi lên đó với chị nó cũng hồi hộp lắm hả không sao thì ngày mổ là mấy giờ bắt đầu đi không ngày mổ ngày hai tay đâu mình phải nhập viện trước ồ nhập viện trước một ngày trước một ngày đến nó cho mình ở trong đó một ngày rồi đến sáng hôm sau á ngày thứ tư á là sáng nó đèn này ra trước chiều nữa tới mình đúng rồi tại khi nó mổ thằng này ra xong rồi nó phải xử lý nữa nó xử lý cái gì nó mới đưa qua bên thằng này là cái ca mổ nó là 4 tiếng chiều lại mà mình chỉ có 3 tiếng chỉ thôi 3 tiếng thôi rồi cái là ở đó cho đến thứ sáu là nó về thứ bảy mới về nó thì chân lý thuyết như vậy là như vậy đó là coi như ở lại mấy ngày đó cái người chị ở nó để là mấy ngày ta thứ ba thứ tư thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu là tầm 4 ngày mỗi 5 ngày khoảng đó thầy thận xong rồi nó cho ở khoảng đó tầm 4-5 ngày còn tân mổ lấy ra thôi thì dễ nó chỉ uống thuốc theo chỉ định thôi rồi có thể đi rửa tái khám vết thương gì đó thì nó có dặn dò ngày nào rồi vậy thôi vậy nó là mổ đây thì mổ chỗ lấy đó lấy thận ra còn chị của chị ghép là như là nó ghép ở đâu nó ghép anywhere ở đâu trên đùi trên gì cũng được ở đây ở đây luôn đó, cái đó thì bác sĩ nói chuyện riêng với mẹ nhé mình đâu có biết được bác sĩ nói mà bữa đó đi khám ông bác sĩ đó ông vui lắm ông người Mỹ thằng này thì nó người mổ cho nó là người Việt bác sĩ Việt là bác sĩ người Mỹ người Mỹ gốc Việt ông không biết nói tiếng Việt ông tên là Phạm Anh Khoa ông bữa cái tên ông bác sĩ cũng Mỹ quên rồi ông là người Mỹ đó vui lắm bữa đó vô khám cái ông kêu mình thử sức với ông á rồi ông kêu là lát nữa là phải đi lên cầu thang tao nghĩ cũng nói thôi cũng được cái hồi ông thử tay ông kêu giật tay ông giật ông nói với con nhỏ không được đó bả mạnh đá còn mạnh hơn tao nữa bả mạnh hơn tao nữa đúng rồi bả giật bả mạnh hơn tao thì người ta thử là cái sức của chị là sức khỏe tới đâu á với ông đó thôi khỏi đi bộ giờ bả giật tao cũng té nó đi bộ làm chi chết cười vậy sao con nhỏ không giật đến đó ông vui lắm chị ông có hỏi là biết mày đến đây làm gì không đến đây để gặp bác sĩ để chuẩn bị phẫu thuật ghép thận ổng kêu sao mày giỏi vậy ý nói mình già nhưng mà mình giỏi vậy cái gì cũng biết á không mà bây giờ giống như thấy chị khỏe hồi đó biết bao nhiêu nhiều rồi. Lắm á nhiều lắm à khỏe nhiều lắm nhiều đó khỏe nhiều lắm hỏi cô Hằng coi mấy bữa cô Hằng tới á rồi lúc đó thê thảm thấy chị là thê thảm lắm tại vì thời điểm đó là bị nhiều loại bệnh ập vô rồi rồi tâm lý nữa tâm lúc đó bệnh tâm lý nữa bệnh trong người tâm lý cứ sợ đó càng sợ là càng bệnh mà lúc đó nó công nhận á ngồi đó như là đuổi rồi nó không bay luôn á không có sức là từ khi giờ stent tim đó hay chỗ máu đi đều có thể chỉ đâm tim cũng 2 lần á đâm tim 2 lần thì nó phải nông trước một lần là nó nông một lần là nó đưa vô trong cái tim là 2 cái giá đỡ
Nó nói cho Mỹ đâu có hiểu đâu, đâu có hiểu gì đâu. Nhưng mà khi mà nó nông nó nhen, nó nói là bắt đầu nó tiêm thuốc mê. À, sao nó chờ hoài sao Mỹ không ngủ được? À, có tim không? Có tim mà không buồn, tim vô không thấy mê, không thấy mê, mà khi mà nó đút cái gì vô cũng biết hết á. Nhưng mà không đau luôn. Mà không đau nó thuốc tê cả cái đó tê đó. Thôi mà bình thường thôi, không vậy là nó không cho chị ngủ. Lúc đầu á là vô là nó nói nó sẽ cho thuốc mê và chuẩn bị ngủ. Nó còn miếng nghe rõ ràng mà. Sao rồi hai lần này cũng gì hết á, nhưng mà không ngủ, tỉnh bình thường, tỉnh bình thường á, nó làm gì cũng biết hết á. Thuốc tê thôi. Cái đó không phải mê, mê mấy cái đó nhẹ, nó không cho ngủ rẻ rồi mẹ mới đưa mẹ vô làm. Mẹ nó làm mấy nhẹ đó nó không cho mình ngủ đâu nha. Nó cho ngủ nhiều nhổ răng nhẹ tê cho chỗ đó nó tê là đâu đau đó. Giờ là hai mẹ con là sẵn sàng, còn Tân là không sao đâu. Con cứ tưởng tượng là vô chụp thuốc mê ngủ là sẽ không dậy không giấc nữa. Đâu có sợ gì đâu. Mà quan trọng là con về con đừng hút thuốc uống rượu, là con xài cả đời không có gì hết, đừng sợ. Tại con người sống chỉ cần cái thận, đâu có ai phải hai thận. Tại mình sinh ra thì hai thận. Cạnh đây nè, cái con nhỏ đó nó cho cậu đó nè. Nó về nó còn đẻ được đứa con nữa nè. Là cho nên là khi mình sống cần cái mình sống được rồi. Còn tại ông trời sinh mình ra là hai cái. Thì bây giờ nếu mà coi là em bán mà khách hàng gọi vậy không? Thôi giờ nghe gì đang làm việc đây. Kể đi. Nhiều lắm, một ngày gọi dữ lắm. Bán dữ lắm, bận lắm. Trời đất ơi. Tụi ai đi giao hàng? Giao hàng là mình giao cho bưu điện. Ship bên đồ làm cực lắm, đóng thùng đồ nữa cực lắm. Cái nghề gì cũng kiếm tiền cũng cực lắm. Không đơn giản. Được, được, trời thương chị, trời thương tự nhiên trời thương, giờ em buôn bán được lắm thiệt. Cái gì em cũng nói kệ, làm đúng trời thương. Nhưng mà Hằng nói với Mỹ là tới mà sao giờ vậy? Sao giờ mà Hằng mới nói hoài tới mà chưa tới. Thiệt, bận tới mà em có giờ ăn đó. Em làm việc mà đừng có nói 8 tiếng, ngày mười mấy tiếng, 18 tiếng cũng có nữa, tối ngủ được 6 tiếng vậy thôi. Nên chị thấy em ốm quá phải không? Ốm mặt ốm đỏ luôn á, mặt ốm đỏ hả? Ăn thì ít, ngủ cũng ít, làm thì nhiều. Bán dữ lắm. Kể bán được mà còn sức khỏe thì làm ăn thì được. Đúng rồi, mình phải gắng làm. Gắng làm. Mà Hằng làm cũng giúp từ làm từ thiện. Làm từ thiện, trời ơi, làm nuôi đó hôm lát. Bữa nghe Michael kể mà mình nha. Sáu ông. Hả? Sáu ông được rửa. Vàng nuôi sáu ông. Phải trả tiền nhà, phải trả đủ thứ nuôi trong nhà vậy đó, hỏi nha chị. Thì phải gán cài. Cho nên YouTube đâu có làm, đâu có tiền gì đâu. Nếu mà chờ YouTube tiền đâu mà em đi nuôi mấy ổng. Giống như giờ em không cần nuôi ai, em sống cho gia đình, em ở nhà của gia đình, em làm YouTube đó là em sống vì thoải mái của mình, cuộc sống mình. Nhưng mà em nuôi là phải trả tiền nhà cho tụi nó ở. Chứ không thôi cái nhà đó em lấy mà ra em cho mướn kiểu Airbnb đó, cả 10.000 tháng á. Cái nhà bự lắm mà. Đó, nhưng mà em làm gì, em làm những việc gì em thích được rồi. Mà ông trời ông cho mình mua bán lại còn hơn nhà mình cho mướn nhà nữa. Không, cái tiền cho mướn nhà nữa. Hơn nữa. Thì that's why em nói cái gì cũng có, em tin lắm. Tin lắm chị Mỹ. Mình làm đúng, mình đừng có gì mà sai với cái tâm của mình. Ông trời ông cho mình đến cái những cái tốt hết. Giống như em nói vụ mà thận thay thận đó, vậy em từng kể cho chị đó. Nhớ không? Những cái gì mình cứ làm đúng, mình làm từ thiện. Bên này em có cái khác đó. Có cái khác mà khác phi luôn. Phi luôn. Đó, là cái đó có phải không? Tin lắm, em tin tới đến nỗi mà em tin lắm, em tin ông trời có luật. Rồi những cái gì mà trời trả mình liền, cho mình liền. Mình làm, mình giúp người đó, ông trời cho mình lại liền cái khác. Mà không phải người đó trả, người khác trả. Bây giờ mình làm phước, làm thiện. Làm đâu? Phước, làm thiện. Đúng. Không có mất người đâu. Ta nói là quả báo thì ấy, chứ bây giờ là quả báo nhãn tiền. Quả báo nhãn tiền. Mình thiện á thì mình được phước. Được phước liền luôn, không có chờ kiếp sau. Là quả báo liền. Quả báo liền. Quả báo liền. Mà người ta nói hồi xưa người ta nói cái người ta nói gì kiếp sau, em nói đâu có kiếp sau đâu. Kiếp này kiếp em này trả liền trả liền. Không có kiếp sau. Thiệt. Thì nhất dạo này Mỹ khỏe, Mỹ cũng mừng lắm. Giờ Mỹ khỏe nè, Mỹ được con, giống như bây giờ đứa con mà nó thương mẹ. Nó cho mẹ thận. Mà đôi khi xâm tham lúc trước, lúc đầu người ta không hiểu. Người ta lên mạng, người ta comment, người ta lại chửi chị. Người ta nói tại sao mẹ lấy... Già rồi. Già rồi, mà đi lấy thận con nhỏ. Nhưng người ta không có hiểu bên Mỹ nó khác. Tại vì Mỹ, thằng Tân nó qua đây. Nếu mà thằng Tân nó không đủ sức khỏe với lại lấy thận thằng Tân xong, sau này thằng Tân yếu là Mỹ nó không có lấy.
bây giờ bà cố nội nó cũng lấy nữa chứ đừng nói mẹ. Cho nên là cái vấn đề đôi khi người ta cái tâm lý á, ai cũng nghĩ là ô mình già rồi thì mình chị, chết để cho con mình sống. Chị không có đi gì trên mạng, chị đi lọc máu các bạn đó. Lọc máu người ta cũng nói cũng chửi. Thế bà nghĩ sao vậy? Bà nghĩ sao mà bà lấy thận của con bà? Tôi và con tôi nó cho tôi cũng lấy, chứ mình nghĩ trong bụng á. Bà đừng có nói dốc, nhiều khi con nó không cho. Có nhiều đứa con đâu cho, con nó không cho đâu. Cho đúng cho không phải đứa con nào nó cũng thế cho. Sau này cái phải lọc máu ra phải trên, phải nói khổ quá chị ơi, ngày nào cũng chảy máu chảy đồ đó, bây giờ ai cho tụi chị thận. Tôi nghĩ là tôi nói con bà kêu con bà mấy bữa bà chảnh lắm mẹ. Cho bà cũng không lấy mà. Trời đâu có cho đâu, nhiều đứa con nó cũng ích kỷ chị ích kỷ lắm, đâu có cho. Bản thân ông Tâm đó mày có nói với ông đó mà con không có cho. Nhiều người con nó không có cho đó, cho nên là thí dụ thằng Tân nó có hiếu lắm nó mới làm được điều này chứ. Nhiều cái... bác sĩ ở Stanford cũng khen nó mà. Nó có hiếu lắm nó mới làm vậy, nhưng mà tối thiểu nó nói giống chứ như nó là... không có nói tối đa nha. Nó nói tối thiểu tối thôi thiểu. Nhưng mà mình nếu mà xài kỹ thì mình sẽ được xài kỹ, tối đa luôn, tối đa luôn, đúng rồi. Giống như bây giờ chỉ là cái máy đang chạy chiếc xe đi mà ngày nào cũng chạy suốt hết thì nó cũng hư. Còn thí dụ con người cũng vậy, giống như khi ăn thì mình ăn những cái mà nhẹ để mà cái thận mình nó không có làm việc, giống nó làm việc nó đào thải thì làm việc quá thì nó sẽ tổn vậy thôi. Giống như khi mà thay về á là chị đừng ăn thịt nhiều. Ví dụ ăn là lúc đầu để cho mình bồi dưỡng sức khỏe, rồi sau đó sức khỏe mình ok rồi là mình ăn cá nhiều, ăn rau nhiều, mình ăn đúng theo chị dẫn mà. Nói chứ dạo này cũng mình cũng ăn thịt lắm, cứ ăn cá. Ăn cá mà ăn lạc, ăn tuyệt đối đừng ăn bột ngọt. Khi thay thận rồi là không có danh sách bột ngọt nha. Bị hiện bây giờ nè, không ăn bột ngọt, không đúng bao rồi. Giờ mới ăn bột ngọt đúng rồi, đúng nhưng rồi. Mà hồi ở Việt Nam á là mới có ăn nhưng mà qua bên đây á có một lần mới nêm bột ngọt mới thấy cái mùi bột ngọt nó chua chua á, mới bỏ đến giờ luôn. Mới mua một gói bột ngọt rồi mới để cũng 3-4 năm nay chưa xài hết. Tại vì khi chị thay thận xong là trong danh sách có cử đồ ăn là có cử bột ngọt đó, nó có để cho mình là không được ăn bột ngọt là thay thận xong á nha. Cho nên cái vấn đề bột ngọt giảm được thì càng tốt. Nó không phải là quá chất, nhưng mà đó là một cái chất nó có hại cho những cái bệnh của cái bệnh đó. Cho nên bác sĩ mới dặn. Chứ mà nếu mình ăn vô nó không có hại thì bác sĩ đâu có dặn đó. Cho nên khi thay thận chị nào bị nấu là không có dùng, nhưng mà nhiều khi mình đi ra ngoài ăn á, lâu khi mạnh khỏe rồi lâu lâu đó sơ khai. Giống như khi mạnh khỏe rồi lâu lâu mình ra ngoài mình ăn tô bún hay là gì không đáng kể. Nhưng mà ý nói cái thức ăn mỗi ngày trong nhà là mình nấu là mình không có dùng bột ngọt. Ngay các em bây giờ nè, em đâu có ăn bột ngọt hồi xưa giờ. Đâu có ăn bột ngọt đâu. Em nấu là nấu canh là em phải hầm xương cho thiệt nhiều để lấy chất ngọt, rồi nấu rau củ. Vậy thôi, không ăn bột ngọt. Chỉ thường thường mới bỏ bột nêm, muối với lại đường thôi. Yeah. Ngoài ra cũng không bỏ gì hết. Nhà em cho ăn heo thì vậy quen đó. Mình ăn ghét là thành thói quen rồi, mình không cần bột ngọt mình cũng quen rồi. Còn Tân là khi thay xong là con về bển là con cử đừng có nhậu nhiều, xâm tham một hai chai bia thôi nha, chứ là mà gần mỗi ngày. Còn bác sĩ cũng nói là thì lâu lâu thì uống một hai chai thì đúng được rồi, nhưng mà đừng uống thường xuyên. Đúng rồi, với lại thuốc lá dặn. Mà con bỏ được là càng tốt. Con cũng dặn rồi về nếu mà chịu khó. Vậy vợ lụi vợ nó luôn khéo thì đó. Mập tròn lụi. Mấy bữa để kể cho nghe nha, mấy bữa nó ở bên đây nó ốm, cái con vợ nó nói một câu cái mình giận vợ nó lắm. Sao nuôi sao? Nó nói anh về đi đem đuôi lại cho anh mặc. Mình giận chứ. Mình cũng giận chứ. Mình nghĩ trong bụng. Mình thấy sốt ruột đâu chứ đâu phải nói là mẹ nuôi ốm. Với là ăn đêm. Ở bển ăn đêm. Mà không giận nha. Nhưng mà ở Việt Nam cứ ơi nè nói nghe nè. Con hãy thận xong con đừng có cho mập nhiều nha. Việt Nam cứ quan trọng mập là đẹp, mập là tốt. Trời ơi sao cái tư tưởng đó. Nhưng mà không, sau đó là nó về đó. Nó về đâu chừng một tháng á. Nó về chừng tháng mình thấy bắt đầu nó tròn tròn lại, mình nó công nhận con vợ nó nói đúng. Không mập á là thí dụ như mập là mình ăn điều độ và mình ngủ đủ là nó tròn trịa thôi, nhưng mà đừng có phải là để mập mỡ bùng phệ, cái đó là mập bệnh không đó, là lúc đó mỡ cao đồ là phiền lắm nha. Tại vì khi mình còn có cái thận mình giữ đừng cho mỡ cao, đừng cho máu cao. Tại khi mỡ cao máu cao cái mình phải uống những cái liều thuốc của mỡ của máu là nó hại cái thận. Cho nên là đừng có nghĩ là con phải ăn ban đêm cho nhiều vô thịt thà rồi để cho mập. Không có, đừng ăn vậy nha.
cứ ăn điều độ, phải ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, ăn chiều, ăn bình thường, ăn điều độ. Không, cái chế độ ăn quan trọng lắm. Chứ đừng có không phải là nói ừ thèm lúc nào chạy cái ăn tùm lum lúc đó là để tốt, không có tốt. Cái ăn nó bên Việt Nam á thì người ta nói là ăn cho nó khỏe, nhưng mà mình phải đúng ăn đồ bổ cái gì nó mới khỏe. Còn bên Mỹ người ta chết vì ăn nhiều, tại vì không phải là ăn vô chết mà ăn nhiều quá tích dư chữ, tích chữ mỡ rồi cái sanh ra tim mạch, huyết áp rồi bị đột quỵ, rồi sanh ra tiểu đường đó. Ăn giống như không phải ăn ít mà giống như chiều là ăn cơm sớm rồi vậy thôi, tối không ăn gì. Mỹ không gì á, ăn sáng dậy là ăn một cử, chiều lại ăn một cử là xong, không ăn nữa. Tối chứ không phải là bây giờ thôi. Là ăn cho tràn ngập thịt thà vô hay là gì đó rồi cho nó khỏe, không phải vậy. Ăn điều độ, khi mình khỏe rồi là mình ăn điều độ cho đúng là nó sẽ tốt. Tại vì giờ mình ăn cho nhiều vô thịt thà hay là chất dư thừa quá, cái thận mình bắt đầu nó phải hoạt động để nó đào thải, thì nó hoạt động hoài như vậy thì nó hao tổn vậy thôi đó. Cho nên là khi chị thay rồi nó cũng có trong đó, chị uống cái thuốc của thay thận đó là không được ăn mấy cái chất béo có chất kem đồ trước khi 2 tiếng chị uống thuốc đó. Cái thuốc đó chị phải uống cả cuộc đời mình đó, uống phải chỉnh cái giờ. Anh lên về được bao nhiêu lâu anh mới ăn uống lại bình thường? 3 tháng đầu mệt lắm. 3 tháng đầu á là ăn dư một cái chất này cũng không được, thiếu cái chất kia cũng không được. Chị dư cái chất rau cải quá cũng không được, cho nên ăn theo cái chế độ có cái tờ giấy đó mà cũng tiền ngồi thôi. Rồi sau chừng 3 tháng là ổn rồi. 3 tháng là bắt đầu ổn. Chiến đấu 3 tháng đầu. Rồi là đó là người nhận đó nha, còn người cho bình thường. Người cho như tân không có gì, về là ăn uống sức khỏe bồi bổ lại bình thường. Còn người nhận á, người nhận á là phải cử, biết bao nhiêu là cử. Cử ăn đúng theo chế độ. Đó chứ không phải là mình muốn ăn cái gì ăn. Cái bưởi là không có trong danh sách của chị ăn nữa đó. Khi mà đi lọc thận đến giờ một bưởi là không bao giờ mà đụng. Tại vô. Vì khi thay thận cái bưởi là nó kỵ với một cái loại thuốc của giữ chế thận của mình. Còn cái thuốc đó nếu mà chị không có thuốc hoặc là chị quên uống 3 ngày cái thận bị mất tiêu. Bác sĩ cảnh báo trước hết nha. Tại vì cái thuốc đó là nó giữ cái trái thận đó trong cả cuộc đời mình. Cho nên là uống một ngày, lúc đầu như là uống 3 lần một ngày. Rồi sau là chỉ còn 2 lần một ngày mà phải chỉnh đúng giờ đó. 9 giờ sáng uống là phải 9 giờ. Rồi 7 giờ tối hoặc là 9 giờ tối uống là phải đúng đồng hồ gan 9 giờ là đi uống. Uống phải đúng ngay cái giờ, nó không có được chịch 1-2 tiếng vậy đó. Cho nên là khi thay thận xong đó, mình tự thích khe cho mình cẩn thận lắm đó. Có cái lớp học thì bác sĩ sẽ dặn. Đó 27 tây thì đi học nè. Không, đó chỉ là nói mổ rồi ăn uống sao thôi. Còn gặp bác sĩ tái khám là xin cho miệng thuốc uống đồ trước là nó nói về ăn luôn, hoặc là khi sau khi xuất viện chị chuẩn bị xuất viện là đem tờ giấy lại rồi nó đứng nó nói cái gì nó nói cho mình hết rồi mình mới xuất viện về. Tại vì về là mình tự thức khe ăn uống rồi, cho nên là nó phải nói trước khi mình xuất viện. Nhưng mà không sao đâu, giờ là ok rồi, hai mẹ con là sẵn sàng sẵn sàng chiến đấu à. Đó thì coi như là vô bệnh viện trong mấy ngày ha, nhập viện trước rồi ngày sau mấy ngày mổ. Nhập viện là mấy giờ sáng đi, nãy nói quên mất rồi. 10 giờ. 10 giờ có mặt ở bệnh viện. 10 giờ có mặt ở bệnh viện để làm thủ tục nhập viện. Dạ, tên pho. Tên pho. Rồi, cố gắng lên không sao. Quên đó, bữa hổm có chị lâu rồi, có chị Linh Lý chỉ cho chị Mỹ 50 trong Tết lận nhưng mà không có đi qua đó. Rồi bây giờ gửi luôn đi, đếm lại đi, tờ 5 đồng không ông nội. chị Linh Lý à, gửi cho chị Mỹ 50. Thì thôi thì bây giờ hai mẹ con chuẩn bị nhập viện để mà thay thận, để có cuộc sống mới, khỏi phải đi lọc thận mỗi ngày. Cái lá sao khỏe rồi, cái làm việc lặt vặt kiếm tiền được rồi đó, sức khỏe còn mà. Phải không? Thí dụ lặt vặt là làm được không? Đi làm rửa chén nhà hàng đâu làm được không? Được chứ. Đó. Tại vì khi chị thai xong chị ổn rồi, từ 6 tháng là chị khỏe bình thường rồi. 6 tháng là khỏe bình thường rồi đó. Là lúc đó đi làm nhà hàng kiếm tiền được rồi. Phải không? Đi lặt rau rửa chén.
là đi làm được rồi đó, là kiếm tiền được rồi. Thì đúng rồi, cuộc sống mà nói chứ mỗi ngày mình đi lệ lụi cây kim nó bự chà bá đâm vô máu me hai cây cực. Hai cây hả? Oh my god, em thấy nổi da gà không dám giòn coi cái cục bây giờ nó nổi lên. Của ông Mai còn nổi còn hơn chị nhiều nữa, nổi mà tới thịt này nó hút mất hết chỗ này nè, thấy tội nghiệp luôn. Nên em không dám giòm tới cái tay ổng á, nó sợ quá nó hút mất tiêu trên chỗ này nè, rồi nó liệt luôn gì vậy nè. Biết sao không, ổng là do ở bên Việt Nam á, nó đâm á, nó đâm trúng cái gân vậy hả? Liệt ha, đâm trúng gân mới làm liệt. Trời ơi, còn bên đây chị đâu có, cái tay còn khỏe re bình thường nè. Bình thường. Cho nên cái tay của ổng tới bác sĩ cảnh báo là không có được đụng tới cái tay đó để đo máu, tại liệt rồi. Ủa làm sao tới liệt này là chị cứ thấy ai biết đâu, ổng nói vậy là ổng mới đo bên này. Chứ ổng mà đo bên này là nó liệt cũng đúng rồi. Chắc là ở bên Việt Nam đo cái đó. Ở bên đây á, mà đi vô trong cái những cái chỗ mà nó khám bệnh cho mình á, là bên nó kêu mình sáng tay áo lên là mình sáng lên mình chỉ vô đây là nó biết là nó tự động nó làm bên này. Không có chịu bên đây người ta làm cái tay bả còn bự thù lù bình thường, người tay ông kia giờ nó lép nó liệt hết trơn à, mới có 3 năm. Em đi bình thường lắm, bình thường không đó. Đó thấy không, bởi vậy mà không biết ông nghĩ sao mà để ông, tại vì cái cuối cùng ngày ông đi về đó, em hỏi bây giờ ông chốt đơn đi, lý do là ông muốn về bệnh, ông để ông chị bệnh à, không phải muốn về bệnh để có người chăm sóc. Nói thôi gì, ông nói gì tôi hết ý kiến à. Đây tôi đàn bà tôi ở một thân mình tôi còn lo đi. Nó thôi vậy, ông nói vậy tôi hết ý kiến rồi, thôi ông về đi tôi không cản nữa, tại mình thấy mình tức giùm mình cản mà mình tức á. Ở bên đây cái gì cũng phi hết, cái gì cũng phi hết trơn luôn, mà xe tới nhà để chở ông đi. Thì nữa thì nó cũng không có bị không có bị dạng như mấy bữa mà xỉu lên xỉu xuống. Có năm hằng thấy không, mày đi xỉu cấp cứu biết đúng rồi, đi cấp cứu biết à. Với lại khi mà chị lọc xong về chị ăn không được nữa. Đúng rồi, nó xỉu nằm như cái sắp chết lọc xong ghê lắm. Thì em thấy ông Mai cậu lọc xong cũng về nằm vậy đó, không ăn. Em nói trời ơi, lọc xong về phải ăn chứ không ăn là chết à. Dạ này hỏi tao mới về là mới ăn dữ lắm. Ăn dữ lắm đúng rồi, phải ăn dữ vô nạp vô. Nhưng mà cũng mệt thôi, ráng mệt xí nữa lúc đồ ăn cho nó bụng cho nó xong là ngủ giấc vậy là nó khỏe rồi. Lọc xong rồi về lại lỗ kéo hết đồ gì kéo hết rồi, phải ăn nạp vô liền, nạp có sức khỏe xong rồi cái ngủ mới là khỏe rồi. Cho nên vậy chị mới khỏe nè, nhìn thấy thần sắc tươi tắn, đâu có giống như hồi lúc trước. Mỗi lần qua trời ơi, thấy mẹ con là không muốn nói nổi luôn. Không muốn nói nổi luôn. Ngồi như phủi rồi không bay luôn nha. Thở không nổi, nói chuyện không ra hơi. Rồi ăn thì như thấy đi kho miếng gì đại khái vậy đó phải không, rồi ăn với miếng cơm vậy thôi. Vậy thôi đó. Với lại ví dụ như lúc đó nó mệt quá giờ mình không muốn nấu cũng có sức, không có sức để nấu, không có sức để nấu, không có ai. Bây giờ thì dạo này chỉ khỏe rồi, không muốn nấu hết á. Khỏe rồi. Như vậy là khi đi thay về là chị có sẵn sàng cái người để đi đăng ký nuôi sức khe rồi. Vậy hả? Còn tôi tuyển tưởng đâu không có, thì bây giờ em giới thiệu có một cái chị này, mà để coi giùm nói nhân danh coi. Có một cái chị này là chị lái xe đồ luôn đó, là chị tới sức khe ngày mấy tiếng đó đó. Còn bây giờ nó lỡ cái chị đó chị bạn. Hồi xưa làm chung với nhà hàng Đại Lạc với Mỹ. Bây giờ chị thất nghiệp. Chị lớn tuổi chưa? Thu bị mấy tuổi. Nhưng mà cái vấn đề thích khe người bệnh á, là chỉ có một cái tờ giấy rồi được chính phủ cấp là có được thích khe chưa? Không, cái đó là khác, cái đó là cái giờ khác. Còn bệnh viện nó đòi hỏi mình là một ngày á phải được 24 tiếng hồ có người bên cạnh mình. Nhưng mà cái đó là chính phủ trả tiền đó, không, thì người đó cũng không, phải không. Chị hỏi kỹ lắm rồi đó. No, bây giờ em nói chứ nè, cái người trả tiền kia là cái thích khe hàng ngày khác rồi. Còn chị này chị tới ở với chị để giúp đỡ cái giờ có chị trả tiền riêng hả? Mình trả tiền riêng. No, cái này không cần vậy. Chị lúc đầu á chị đâu cần ngồi mà thích khe suốt vậy để trả tiền riêng đâu. Phải có, không mổ ra đi bình thường, về đi giống đi nhẹ nhẹ. Chị không đi á là nó đâu có chịu. Chị mới vừa mổ xong trong vòng chị ra nằm phòng hồi sức 3-4 tiếng sau nó lôi đầu dựng dậy để đi. Không đi nổi cũng đi, nó dìu mình đi. Nó bắt mình đi, tại đi cái gì không cho gột trộn lại, rồi cho vết thương phải nó nhíu qua nhíu lại để nó chảy nước vàng chứ nó không được động lại.
đeo cái ống nhưng mà nó dựng đầu bắt đi, tin em đi, thằng Tân mổ xong rồi khi ra phòng hồi sức nó cũng dẫn, nó bắt mình đi, y tá dẫn bắt phải đi, em mổ đẻ cũng vậy mà, mổ tất cả gì nó dựng đầu mình vậy. Khi mà mình đeo cái bị đó đến mấy ngày, đeo cái bị đựng nước rồi hả? Thì tùy theo trong bệnh viện á, khi mình về đó mỹ mổ ở đây nè, mới đeo 3 ngày á. Thì khi xuất viện á có thể là nó thấy nó gỡ ra được é ni tin mà về nhà có thể xuất viện chưa thì nó mới cho. Còn khi mà nó gỡ nó ra, nó thấy bị cái gì là nó chưa cho. Khi nó gỡ được tất cả ống ra, nó cho mình đi về, thì nó mới cho xuất viện. Đó. Hoặc là khi cái thận lúc mà không cần để nó đan đồ lại, nó lọc cho chị nữa, mà cái thận tự lọc rồi, nó sẽ cho xuất viện. Tại vì không phải là thay xong rồi nó không lọc chị đâu. Thay xong ở trong đó nó vẫn đan lại, nó lọc đó. Vậy tại nó lọc, khi nó thử trong máu, cái thận chưa hoạt động, nó phải lọc chứ không lọc sao mình sống. Thì nó lọc, mà nó lọc rồi bắt đầu cái thận khi nào thấy hoạt động, hoạt động là có nghĩa tự nó có thể nó lọc được rồi đó. Chị quên đơn cho một thầy thận vẫn lọc rồi. Vẫn lọc, lọc trong bệnh viện. Vẫn lọc trong bệnh viện. Không có gì. Vẫn lọc trong bệnh viện mà khi mà nó cho chị nằm ví dụ 5 ngày, nó theo dõi cái thận chị mà chưa có hoạt động mà để tự lọc được thì nó sẽ bắt mình ở tiếp. Bây giờ mình vẫn nhiều khi mình vẫn còn mơ hồ. Mình đâu có hiểu. Không có sao chứ, không có sao, nhưng mà nghĩ là cái thận Tân đưa qua là chị nó hoạt động liền. Hả? Nó hoạt động liền. Bác sĩ có nói, bác sĩ nói là riêng mà cái trường hợp này á là thận nó vô là nó kích hoạt liền. Nó hoạt động liền, đúng rồi, tại vì thận sống đưa qua, nó hoạt động liền. Trời, bên đây nó mở nhạc mãi suốt vậy đó hả trời? Cái bữa nó mở đến 1-2 giờ sáng. Trời ơi, vậy đó hả? Tại sao mình không cầm len? Được, cái bữa mà nó tổ chức tiệc tùng đồ gì đó. Nó đánh là coi như ở trong phòng mà mình khỏi ngực cái mình đánh thêm luôn. Ôi là trời, vậy đó. Mễ là vậy đó, ở gần với mễ sát nhất. Bữa này nó mở là lịch sự lắm rồi đó. Mở nhỏ nhỏ vậy là lịch sự lắm rồi đó. Bữa nó giọng thình luôn. Nó giọng mà đến nỗi cái ngực mình nó đánh. Thì đó, thì em cũng ngỏ ý đó. Nếu sợ mấy tuần đầu, mổ mấy tuần đầu thì hai mẹ con qua bển ở. Em còn cái phòng trống. Thì hai mẹ con qua bển ở mấy tuần đầu để cho có người, để không sợ khi xuất viện á. Rồi nếu để em biết những cái gì đó thì em có thể chỉ dẫn thêm. Ha. Đó. Không nhỏ, không hoặc sống. Hoặc sống. Không, cái đó thiệt, tại vì sợ lúc đầu về mấy mẹ hai mẹ con sợ. Chắc mình nghĩ cũng nỗi nào đâu. Chứ em sợ em chạy qua chạy lui thường xuyên không được. Thì nếu mà mấy tuần đầu, trong 2 tuần đầu. Cũng có anh Đức cái Thảo ở đây. Lỡ có cái gì là đi em trình xì rồi bất tử rồi đó, sợ chị không biết á đó. Đó, tại vì lúc đầu trong mấy tuần đầu á mình cũng mệt nhiều lắm, thì nếu sợ thì qua bển ở mấy tuần đầu ha em. Ngỏ ý nha, em có cái này thật chứ không có nói. Thì hai mẹ con tính lại, nếu mấy tuần đầu sợ thì xuất viện về qua bển ở mấy tuần đầu, rồi khỏe thì ok thì trở về, không có sao. Còn một cái phòng đó, rồi hai mẹ con về ở trong đó, có nệm có đồ sẵn đó, là mấy tuần đầu đó, gần cái room đầu luôn, thì cũng ở phòng riêng à, chứ không có nhà thì cũng gần, nhà bên đó thì rộng thoải mái, nhà ở chung đó, ở chung với anh em đó, nhưng mà có em ở đó không sao. Đó. Để mình hỏi bà Quy có gì thì tới giúp cho Hằng nha. Đó thì đó, chị với lại chị tính lại cái vụ mà thích khe em nói nãy giờ. Mấy người thích khe đó nha, phải cẩn thận vụ đó, tại cái đó chính phủ trả tiền cho mình, là mình không có cần mướn người nấu cơm riêng gì hết trơn á. Chính phủ trả tiền cho mình, người thích khe mình có nghĩa là nấu cơm cho mình, giặt đồ cho mình và làm tất cả, chở mình đi bác sĩ. Có ăn da heo không? Da heo cái gì vậy? Da heo khô. Da heo. Để dành cho hai má con ăn. Vậy cái hả? Này nó đem với Việt Nam. Vậy hả? Đâu có ăn được thì ăn. Lấy cái giếp lóc mới bỏ cho cô hàng bớ. Giá heo giòn giòn hả? Giòn. Trời đất ơi, còn này cá khô nè. Cá khô chỉ vàng này ngon á. Dài nướng là em thích ăn chỉ vàng. Còn cái cá chay này bữa hỏi mình đi cho em một lần còn á. Này nướng rồi đập ra. Nướng đập ra ăn với mắm mè. Mắm mè á. Ăn với mắm mè. Nướng rồi đập. Cá mối. Cá mối. Cá mối. Cá mối chứ đâu phải cá chay. Đặc sản Nha Trang hả? Đặc sản Nha Trang nè, để đặc sản Nha Trang. Còn da heo là cái da heo ăn được liền hả? Ăn được liền. Giống như da heo khô. Gia vị đồ vô nó làm. Gia vị đồ vô á. Nhưng mà này mấy đứa nó mề lắm. Vậy hả? Có gia vị ướp rồi. Ướp rồi. Ồ. Chiên giòn lên. Chiên giòn bỏ vào miệng nhai thôi.
Ý tao bột ngọt đồ dữ lắm á nha. Bên Việt Nam làm cái gì cũng bột ngọt. Chắc đó. Không có bột ngọt đâu. Việt Nam làm bột ngọt lắm bà ơi. Cái gì cũng có bột ngọt đó. Ừ. Cái này là con dâu nó bán. Nó đặt hàng của người ta, nó bán đặt, nhưng nó đem qua. Người ta làm cái gì cũng bột ngọt. Người bình thường khỏe mạnh thì ăn, bệnh đừng ăn bà ơi. Ba cái da, ba cái mỡ đó chị đừng ăn. Em qua nó ăn á. Nó ăn chứ chị đừng ăn, không có tốt. Mình đang uống thuốc cao mỡ. Không có ăn cái da heo nhưng mà không có gia vị. Có gia vị bên đúng thích. Nhưng mà da là bao nhiêu mỡ nó nằm trong da đó. Là cholesterol nằm trong da đó. Giống như thèm thì ăn một miếng cho vui thôi. Chứ đừng ăn mỗi ngày mà ăn nhiều không tốt. Ăn nhiều quá vậy. Cái này bên đây cũng có bán mà. Nhưng mà để coi cái vị Việt Nam để coi hẳn. Người ta nói là nhưng mà bữa nay nói để chắc bữa nay chủ nhật chị mẹ ở nhà chứ cái đi lọc thẩm. Ui thì trời nó làm thơm vậy đó hả? Ngon hả? Chị mời mốt một tân cứ qua tái khám dặn nó mua giùm nhiều nhiều. Bạn nó về nó phải qua tái khám nữa mà. Ngon. Mai mốt tân qua tái khám rồi cô Hằng dặn chừng nào sắp sửa qua dặn mua nhiều nhiều cho cô Hằng ngon quá. Ngon. Ai có răng ăn mới ngon. Mỹ đâu có răng đâu. Nói giờ răng giả hả? Thành ra mấy người đây ăn khen hết á. Ngày ăn uống bia ngon. Bởi vì ta uống nhậu. Cái này bán quán nhậu phải không? Dạ không, mà mua bán cho học sinh đấy là thích ăn dây heo gia vị á. Ta mua. Ngon quá. Chiên giòn chưa? Ít hầm gia vị rồi vô. Chút đường hình như có bột ngọt. Hàm ăn nướng hổ sao? Ngon. Tới giờ bán hàng à. Con muốn đi chơi không? Dạ, qua bển chơi. Dạ. Nha thì đó, nãy giờ cô Hằng nói nếu như khi mà hai má con mổ mà mẹ con xuất viện về mà cảm thấy sợ á, không có biết lúc đầu phải làm cái gì trong những cái ngày đầu á thì qua bển ở 1 tuần cũng được. Có em kế bên. Rồi khi em thấy những cái triệu chứng biểu hiện của chị cái gì như thế nào thì giống như em biết liền. Có thể mình đi cấp cứu liền, đi bệnh viện liền. Nó kịp thời đó. Hoặc là ăn uống á, khi ăn cũng theo dõi. Trong cái clip á, cái người nấu ăn chị dư cái chất cải, rau nhiều quá cũng được. Nó làm cho mình ói, làm cho mình chóng mặt. Khó chịu lắm. Đó. Ok. Thì suy nghĩ đi, sao này bố. Theo cái tờ giấy của nó là mình sẽ ăn theo nó đi. Ăn theo nó. Rồi vậy đi ha. Còn bánh tráng với trộn không? Bánh tráng trộn nữa hả? Thôi, bánh tráng trộn cho cô. Thôi để dành nó ăn đi. Không, cô thăm mấy bà hết rồi. Bánh tráng trộn. Ở trong quý vị một sao. Là trộn sẵn. Trộn sẵn. Về trộn ra ăn thôi. Trời ơi, nhỏ thanh qua lấy hết rồi. Về lấy ra rồi cái và bóc ăn thôi à? Lá bánh trộn để bán á. Nó cũng trộn nó bán đó. Thôi. Bánh tráng người ta sắc ra cộng hoặc là uốn tròn là nó bỏ muối ớt mua cái nước. Vậy hả? Nhưng mà ở trỏng này mình ăn là có gia vị đó. Có gia vị y như da heo vậy là bánh tráng. Ngon không? Ngon. Mình thành ra mấy bữa mới ăn bị đó. Vậy hả? Cũng đem qua đây cho tùm lum hết à. Vậy hả? Nhỏ bạn tới cô ăn nhiều quá. Cũng ăn mặt tà lao vậy đó. Ok. Nó riêng xiên ngồi làm có cái nó ăn đó ngồi rồi bóc ăn vặt tào lao tào la vậy chứ nó cũng ngon. Ok thôi đi về rồi thôi. Đi qua bển chơi không, bữa nào có Hằng rước qua. Dạ nói chung cũng mấy tháng sau cũng được cô Hằng à. Tại giờ còn có một tuần chưa có tuần ở đây cũng mấy tháng mà đúng. Rồi mổ xong ở đây mấy tháng tầng, ok rồi thôi vô đi. Dạ, yeah, gửi qua hàng. Okay, rồi, ok, bye. Yeah, rồi có gì gần ngày nhập viện á thì điện báo cho em biết trước nha. Đến em quên á. Ok. Yeah. Rồi bye, ông Danh ngồi ngoài xe kìa. Áo tay. Còn mặc mới qua khi mặc 3-4 cái áo rồi. Đó, mặc áo quá trời quá đất luôn. Mặc áo không mà qua là thấy 3-4 lớp luôn. Chưa quen. Chưa nóng được, chưa lạnh. Chưa quen. Bệnh nóng dữ.
Rồi thôi về, đặng cho bà vô đi, bà lạnh cung kìa. Ok, rồi vô đi. Rồi, bye. Ờ, bye con.